Chiều ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường Phổ Vinh đã đến động viên gia đình ngư dân Võ Ngọc Hát, sinh 1975, ngụ tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bị rơi xuống biển tử vong. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, tàu cá QN94220TS do ông Trần Minh Tây, sinh 1985, ngụ tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại trạm kiểm soát Sa Huỳnh để ra vùng biển Đà Nẵng hành nghề lưới kéo. Trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó có ngư dân Võ Ngọc Hát. Khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 11, tàu cá neo đậu để ngư dân nghỉ ngơi. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 11, ông Tây gọi thuyền viên thức dậy để hành nghề thì không thấy ông Võ Ngọc Hát trên tàu. Nghi ông Hát bị rơi xuống biển nên các thuyền viên tổ chức tìm kiếm. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 11, mọi người tìm thấy thi thể ông Hát. Đến sáng ngày 6 tháng 11, tàu cập cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Chủ tàu đã bàn giao thi thể ông Hát cho cơ quan chức năng và gia đình.